Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận chi thức canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì, huyện Bát Sát và nghề dệt của người Dao họ, huyện Bảo Thắng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Như vậy, tổng số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Lào Cai hiện là 39 di sản và 2 di sản đại diện nhân loại. Đây là những cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và có giá trị đối với việc phát triển cái sản phẩm du lịch. Nó mang lại một cái lợi ích rất lớn, cái hiệu quả rất lớn cho mỗi dân tộc khi mà anh gìn giữ được các cái nét văn hóa riêng của mình. Nếu không thì nó rất dễ bị mai một và bị đồng hóa. Các di sản văn hóa sau khi được công nhận luôn được định hướng khai thác để trở thành các khu điểm sản phẩm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, góp phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa một cách bền vững. Từ trung ương đến cơ sở thì cũng giúp đỡ cho bà con nhân dân hiểu rõ hơn và muốn giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc mình. Không chỉ một cá nhân nào mà tất cả cộng đồng dân cư của mình đều phải bắt tay vào để làm và để giữ gìn được cái bản sắc đấy thì mọi người phải cố gắng là trau dồi và học hỏi hơn nữa để chúng ta là hội nhập nhưng mà không bị mất cái gốc gác của người dân tộc Mông mình. Khi mà cái di sản này được công nhận rồi thì từ những các cái di sản này là cũng đã thu hút được đông đảo cộng đồng muốn được đến để tham gia, muốn được đến để tìm hiểu và đồng thời nó cũng sẽ là cái mà thu hút khách du lịch. Di sản văn hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng, bảo tồn phát huy hiệu quả nhất các giá trị di sản, tạo cho di sản sức sống bền vững, nhất là trong tiến trình đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ hiện nay là hết sức cần thiết. Chúng tôi cũng tham mưu để xây dựng những cái chính sách làm sao đấy để huy động và hỗ trợ cho cộng đồng bảo tồn một cách tốt nhất, bền vững nhất đối với các cái loại hình di sản đấy. Thì ở đây chúng tôi cũng đề cao cái vấn đề về công tác truyền dạy. Thế và gắn với cái công tác trao truyền này thì muốn để người cộng đồng mà chúng ta có thể là gìn giữ được tốt hơn ấy, thì phải phát huy nó. Đấy là gắn với phát triển sản phẩm du lịch. Di sản văn hóa là một nhân tố đắc lực, thực sự góp phần tạo nên bản sắc riêng của tỉnh Lào Cai trong bối cảnh hội nhập. Vì vậy, việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa là một trong những mục tiêu chính góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.